Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị mình lo mai cái giống mai ghép giống dẫu nhung bên vườn của chị Hà ha. Hàng cái gốc nhất liền có 4-5 mùa ha, củ đế đẹp ha cô chú anh chị. Hàng bao chuyển giống và hình giống cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Hà để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị Hà ha. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình mua về chơi Tết 2025 ha. Rồi. Cái này là em đôn lại rồi hết rồi ha. Rồi. Nè em vô mã đầu tiên thì em xin nói tiếp với lớp trước là mã số 46B. 45B. Rồi. Dạ, 45B cũng là một cặp dảo nhung luôn nha. Ồ, cái đế nha cô chú anh chị ha, cây này cũng có đế đẹp lắm nha cô chú anh chị ha. Nè. Đế bí nè, đế cũ nè ha, tàn thì xum xê ha, đôn lên xum xê rồi cô chú anh chị về mình chỉ việc mình chăm, mình tưới nước, tưới phân rồi mình chơi thôi ha. Rồi thông số luôn hả chị ha. Rồi, cái này là hoành cũng cỡ 7 nha. Rồi. Rồi, chiều cao được 34, tán ngang được 28. Rồi. Rồi bên đây là chiều cao được 32, tán ngang là được 30. Rồi. Rồi cặp này em giao lưu 400 á. Rồi, ok. Rồi mã số 46B ha. Rồi, mã số 46B cũng là một cặp dảo nhung luôn nha. Rồi, cái tàn xâm xê luôn cô chú anh chị ha. Rồi, có đế thú luôn cô chú anh chị ha. Đó, quá đẹp. Hoành cỡ 7. Hoành cỡ 6, 7. Rồi, cao được 29. Rồi. Ngang cũng được 29 luôn. Rồi, cây đế thú này là cao 33 ha. Rồi. Rồi, ngang là được 22. Rồi. Rồi, cặp này em giao luôn cũng 350 luôn ha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi mã số 47B. Mã số 47B cũng là một cặp dảo luôn. Rồi dảo nhung luôn ha. Dảo nhung luôn. Rồi. Có củ luôn cô chú anh chị ha. Hai cây nào cũng có củ hết ha. Rồi này là hoành cỡ 6-7 nha. Đó, cây nào cũng đi đọt có sung nha cô chú anh chị. Rồi cao được 27 ha. Rồi. Ngang được 30. Rồi. Bên đây cao được 30. Ngang được 22. Rồi. Rồi cặp này em giao luôn cũng 350 luôn ha. Rồi mình đã cây luôn ha. Dạ, rồi. Rồi tiếp theo mã số 48B. 48B cũng là một cặp dảo nhung luôn nha. Ở củ đế nè cô chú anh chị ha. Đó. Cây nào cũng có củ hết nha cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, thông số luôn ha chị ha. Rồi, này là hoành cỡ 7 nha. Rồi. Rồi, chiều cao 31. Ngang cũng 31 luôn. Rồi. Rồi, cây này cao 32. Ngang được 30 ha. Rồi, rồi cặp này em giao lưu 400 nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cặp mã số. Mã số 49. Rồi. 49B của một cặp dảo nhung luôn nha. Tàn xum xê luôn, có củ đế luôn cô chú anh chị ha nè. Củ đế bí nè. Đó. Rồi củ đế nè. Cái này hoành cỡ 7 nha. Tàn thì ok luôn á, cây này đảm bảo nuôi chừng 2 tháng nữa tàn ngon. Rồi, chiều cao được 36. Rồi. Ngang được 28. Rồi. Rồi cây này là cao được 33, tán ngang em khỏi đo ha. Rồi. Rồi cặp này em giao lưu 350 luôn ha. Đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 50B. Mã số 50B cũng là một cặp dảo nhung luôn. Rồi. Có đế luôn ha. Đó. Rồi đó thông số luôn ha chị ha. Cây này hoành cũng cỡ 7 nha. Tàn thì cũng xinh. Rồi cao 35 nha. Cái này mới đôn rồi, mới già, mới lên lá già cơ đầu tiên ha, đang lên cơ thứ hai. Cao này được 29, ngang em khỏi đo ha. Nè, nó bóp cây ngọn nè, đi rất là sung ha. Rồi, thông rồi cặp này em giao lưu cũng 350 luôn ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số. Mã số 51B. Rồi. Rồi, cũng là một cặp dảo nhung luôn. Cái này nói chung là đôn là hết rồi cô chú anh chị ha. Hàng thì có củ đế trên củ tỏi nè. Củ quái nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn. Rồi, cái này hoành cũng cỡ 6-7 nha. Rồi. Rồi chiều cao 25. Rồi. Tán ngang 26. Rồi. Cây bên đây chiều cao 32 ha. Rồi. Tán ngang thì được 26 luôn. Cặp này em giao lưu cũng 350 luôn ha. Đợi cây luôn. Rồi. Rồi mã số 52B. Mã số 52B cũng là một cặp dảo nhung luôn nha. Rồi. Này tàn được xum xê ngon lành ha. Rồi thông số luôn đi, rồi. Chị ha. Cái này hoành cũng cỡ 6-7 nha. Cây có đế hết nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao được 24 nha. Rồi. Ngang được 27. Cây bên đây chiều cao được 27. Rồi. Tán ngang được 31. Rồi. Rồi cặp này em giao lưu cũng 350 luôn ha. Rồi đợi cây ha. Rồi, rồi mã số 53B. Mã số 53B cũng là một cặp dảo nhung luôn. Rồi. Cây tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đi đọt là ngon lành nè. Củ đế có luôn ha. Nè. Tiền cốt như cây ghim luôn ha.
Rồi, thông số này chiều cao tới ngang luôn ha. Rồi, cũng cỡ 67 nha. Rồi, cao này được 26. Ngang được 32. Rồi. Cây bên đây cao được 33. Tán ngang được 28. Rồi. Rồi, cặp này em giao lưu cũng 350 luôn ha. Rồi, đã cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 54B. Mã số 54B là cặp này hai giống nha. Rồi. Một cây bên đây là Dảo, cây bên đây là Phú Tân ha. Rồi, cây bên đây là Dảo Nhung ha, còn cây bên đây là Phú Tân cô chú anh chị ha. Nè. Để có thú, để thú luôn nha. Rồi, hoành cây này cỡ 6, 7 nha. Rồi. Cây cỡ 6, cây cỡ 7. Rồi. Rồi, cao cây này là cây Phú Tân là được 31. Rồi. Ngang là được 31 luôn. Rồi, cây Dảo cao được 35. Tán ngang được 326. Rồi. Rồi, cặp này em giao lưu cũng 350 luôn nha. Rồi, đã cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cặp mã số 55B. Mã số 55B cũng là một cặp Dảo luôn nha. Rồi. Cụ đế là cũng khá là quái nha cô chú anh chị ha. Rồi, này cây hoành cỡ 6, cây hoành cỡ 5 nha. Rồi. Rồi, chiều cao 31 ha. Rồi. Tán ngang được 29. Rồi, cây này chiều cao 31. Rồi. Tán ngang này nó hơi bé em không đo ha. Rồi, cặp này em giao lưu là 300 nha. Rồi, đỡ cây. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 56B cũng là mà cặp cuối clip mà chị Hà giao lưu ngày hôm nay ha. Dạ. Cũng là một cặp Dảo Nhung luôn nha. Rồi. Con sâu nào mà nó ỉa dữ rồi. Hèn gì. Rồi, cụ đế có luôn ha. Rồi, thông số rồi, nó rồi, cặp này hoành cỡ 7 nha. Rồi. Rồi, chiều cao là được 37 ha. Rồi. Tán ngang hơi bé, em khỏi đo đi ha. Rồi, cây bên đây chiều cao được 36. Rồi. Tán ngang được 28. Rồi, cặp này em giao lưu cũng 350 luôn ha. Rồi. Thì cặp này cũng là cặp clip. Thì clip em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa xem kênh và ủng hộ cây giúp em ha. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.